Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bàn Tàn cùng với một số bạn ở đài truyền hình VTV5 đi làm một cái phóng sự về cuộc sống thực tế của một cô gái Dao ở thôn Tân Thượng, xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang. Thì bây giờ xin mọi người cùng chứng kiến nhé. Đây là hình ảnh một cô gái người Dao đang làm các công việc buổi sáng sớm. Đây là công việc mà băm rau lợn, sau đó là sẽ nấu và cho lợn ăn các bạn nhé. Công việc này thì là cái việc làm thường xuyên hàng ngày của một cái người nông dân nói chung và các cô gái người Dao thường xuyên phải làm cái việc này để chăn nuôi. Bởi vì người dân ở trong này chủ yếu là tự cung tự cấp. Cái công việc băm rau lợn trông thế thôi thực ra nó cũng khá là vất vả. Còn nhớ hồi nhỏ là Bàn Tàn cũng thường xuyên làm cái công việc như thế này tại gia đình. Và có những lần thì không may là còn bị cả dao nó chém vào tay đấy. Rất là đau luôn. Bởi vì là làm cái quá trình băm như này nó rất là nhanh. Chúng ta chỉ cầm không cẩn thận, sơ sẩy một chút là rất dễ bị đau. Mà từ nãy giờ quên không giới thiệu với các bạn nhân vật trong video mà chúng ta đang xem đây, tên là Sai các bạn nhé. Tên là Lý Mùi Sai. Cú mày tu chăm có tu xì hả hả? Dạ. Chết được biết chưa hả? À, cú như bữa hả nhúng hả? Chán hả? Ở hít đây nha. À, bữa mình tài hát phải sớm tụ hành công phải tụ. Ở đây có trúng tụ hồn nào quá. Ồ, hít. Thì dòng nó cho, mà lão tư tư dẫn không tư tài nó cho dòng dòng có tụ cô kia đó dùng lấy cái chính mình là. Ồ, hít ra chắc của ai làm tụ biết gì hả hồi. Mưa, can chào gian mình tài hát nụ mình hát đào kìm. Mình hát đào chú như tổng gì hải đọc nhớ. Ừ, thì sẽ hợp diễn tụ kìm ấy, nó kìm chứ nó là mình tụ à. Ờ. Còn nó cho dòng mình cho dòng dòng nhắn như là mỗi dòng cho cho dầu dầu. Ồ, ừ. Cho dầu lặng cho dầu. Này, cú kia đã bị đau nhiều nào này, dẻo mà, bị đau bèo dẻo. Vừa nãy mình có bước ra ngoài cửa và tình cờ gặp một bà cụ 79 tuổi. Tôi còn nói chuyện với bà cụ một chút. Bà nói là bà già rồi, gần 80 tuổi rồi. Ở trong nhà mãi thì chán, cũng không biết làm gì. Cho nên bà đi dạo, đi chơi ở ngoài đường một chút cho nó khuây khỏa, cho nó dễ chịu. Và mình cũng khuyên bà là nên đi lại từ từ, cẩn thận, đề phòng bị ngã các thứ. Rất là hy vọng là bà sẽ luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi cùng với con cháu và gia đình. Bây giờ tiếp tục quay về nhà để theo dõi tiếp các công việc của em Sai. Đây là em ấy đang nấu cám lợn để nuôi lợn nhé. Và bây giờ thì đến giờ gần trưa rồi. Sai sẽ bắt đầu lấy gạo để nấu cơm, để tiếp đón anh em chúng mình cũng như là các anh chị phóng viên. Đây là bạn Trung nhé, bạn là phóng viên của VTV5, rất là đẹp trai. Trước khi nấu cơm thì Sai còn nấu sẵn một cái nồi nước để đun sôi, có lẽ là để pha trà uống hoặc là tí nữa dùng để mổ gà luôn đấy các bạn ạ.
Các bạn có thể thấy là đây là một cái cảnh rất là thanh bình ở trong một cái ngôi nhà của người Dao đỏ ở trong làng quê. Bây giờ thì Sai đang chế biến món măng bầu nhé. Đây là măng bầu. Mùa này nó khá là đắng rồi, cho nên là sẽ luộc lên, ngâm nước lã khoảng một đêm. Bây giờ nó đỡ rồi thì sẽ tiến hành xé nhỏ. Sau đó chúng ta làm món măng xào. Còn phía bên này là mẹ của Sai các bạn nhé. Bây giờ là cô phóng viên rất là xinh tươi của đài truyền hình VTV5 đang ngồi trò chuyện tâm sự cùng với mẹ của Sai. Qua câu chuyện thì bạn Tàn cũng nghe được rằng là mẹ của Sai cũng kể rằng hồi trước thì do không may là có một đứa con sau đó bị mất và sau đó không thể có con lại nữa. Chính vì vậy là mới đi tìm con nuôi và vô tình biết được một người anh em ở quê mới đẻ ra em Sai, cho nên là gia đình này đã bế về làm con nuôi. Như vậy thì Sai chính là con nuôi của gia đình. Rồi bây giờ lại quay lại khu vực nhà bếp để xem Sai cùng với cô hàng xóm mổ gà để tiếp đãi khách nhá. Các chị em người Dao ở trên bản làng này rất là khéo tay, có thể tự mình mổ gà, làm sạch sẽ, nấu các món ngon để tiếp mọi người. Và đây là thành quả món gà đồi. Các bạn nhìn thịt rất là hấp dẫn, rất là ngon luôn. Ngoài món thịt gà ra còn rất là nhiều món như thịt lợn, rồi măng, rồi các loại rau cỏ ở trên vùng quê tự trồng lấy, rất là ngon, rất là tuyệt vời các bạn nhá. Và đặc biệt nhất không thể thiếu được đó chính là món tiểu các bạn ạ. Bây giờ cả gia đình cũng như là hàng xóm sẽ cùng nhau quây quần bên mâm cơm rất là ngon, rất là ý nghĩa này để tiếp đón các vị khách quý đến từ rất là xa. Đặc biệt nhất là bà con nhân dân ở đây rất là quý mến khách đến từ xa. Và các vị khách ngày hôm nay thì vô cùng đặc biệt luôn, đến từ đài truyền hình Việt Nam luôn. Mời các bạn cùng đến với công việc buổi chiều của Sai nhá. Buổi chiều Sai sẽ được gia đình giao cho một nhiệm vụ, đó là đi chăn trâu ở trên đồi. Và đồi này rất là đẹp luôn đấy. Và trên này có cả những cái cây trà san tuyết rất là đẹp, rất là non.
Các bạn thấy quả đồi đẹp không? Rất là thơ mộng, rất là xanh tươi. Và Sa đang ngồi dưới tán của một gốc cây chè cổ thụ, rất là mát mẻ luôn. Tiếng mõ trâu lốc cốc khiến cho chúng ta, tất cả những ai sinh ra ở nông thôn, đều rất là nhớ những cái kỷ niệm tuổi thơ của mình. Bây giờ trâu gần no cỏ rồi, Sai sẽ tranh thủ hái chè san tuyết giúp cho bố mẹ luôn các bạn nhé. Một cô gái người Dao rất là chăm chỉ, chịu khó, làm được mọi việc giúp đỡ cho gia đình. Bây giờ hoàng hôn đang dần buông xuống rồi. Sau một ngày gắn bó, làm việc với nhau ở trong cái bản làng và gia đình của em Sai, cô phóng viên xinh đẹp của VTV5 đang nói những lời chia tay tạm biệt em Sai và xin số điện thoại của nhau để sau này còn giữ liên lạc, để cô phóng viên chuẩn bị quay trở về đài truyền hình, trở về thủ đô Hà Nội. Mời các bạn theo dõi kênh của Bàn Tàn và bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cho Bàn Tàn, cũng như là theo dõi các thước phim rất là tuyệt vời của các bạn phóng viên sẽ phát trên VTV5 các bạn nhé.